đệ nhất phu nhân Hàn Quốc được hủy truy tố vụ nhận túi hiệu Dior. Các công tố viên quyết định hủy truy tố đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Kye-ong Hee về các cáo buộc nhận chiếc túi xách hàng hiệu từ thương hiệu Christian Dior vào năm 2022. Đội điều tra thuộc Văn phòng Công tố Trung ương Seoul, SCJPO Hàn Quốc, ngày 21 tháng 8 quyết định ngừng truy tố bà Kim Kye-ong Hee. Họ cho biết thêm báo cáo sẽ được gửi tới công tố viên trưởng SCJPO Lee Chang-soo vào ngày 22 tháng 8. Theo Yonhap, quyết định này được đưa ra khoảng 4 tháng sau khi công tố viên trưởng Lee ra lệnh cho SCJPO thành lập một nhóm điều tra đặc biệt về vụ án, song không thu thập đủ bằng chứng pháp lý để buộc tội bà Kim. SCJPO kết luận rằng không thể buộc tội vi phạm luật chống tham nhũng đối với đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim liên quan tới cáo buộc bà nhận bất hợp pháp một túi xách hàng hiệu Christian Dior trị giá 3 triệu won, 55 triệu đồng, từ một mục sư người Mỹ gốc Hàn. Các công tố viên cũng kết luận chiếc túi không liên quan đến các nhiệm vụ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Xét đến hoàn cảnh vụ việc, nhóm công tố cho rằng chiếc túi là món quà trao đổi giữa các cá nhân để bày tỏ lòng biết ơn. Đảng Dân Chủ, Dược phẩm, Hàn Quốc đã chỉ trích quyết định này và cáo buộc nhóm điều tra đã quá dễ dàng với Tổng thống Yoon và đệ nhất phu nhân Kim. Trước đó, một đoạn phim quay lén cảnh đệ nhất phu nhân Hàn Quốc nhận một túi xách xa xỉ từ một mục sư cho Jia Ae-jang vào tháng 9 năm 2022 đã gây xôn xao dư luận. Tổng thống Yoon hồi tháng 5 cũng lên tiếng xin lỗi người dân về những lo ngại xoay quanh hành động thiếu sót của phu nhân.